Xin thưa bà con bác, hiện tại ba mẹ cô đang có mặt ở đây, đó là cái công viên nè. Ở đây ba mẹ cô thấy có một cái bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đó bà con. Thì cái khu vực này là hồi xưa trước năm 75, sau năm 75 luôn, đến khoảng thập niên 80 á. Nơi đây là từng là một cái nghĩa địa, không, nó gọi là gì ta, người Hoa gọi là Nhị Tỳ Quảng Đông đó bà con. Toàn bộ vùng đất ở đây luôn nè bà con, bên tay trái của bà mày gồ luôn. Phía trước mặt bà con bắt đó là cái cổng á, cái cổng của Nhị Tỳ Quảng Đông. Rồi đó cái cổng lớn và đẹp lắm. Rồi giờ mời bà con cô bác lên xe ha, để cùng với ba mẹ cô đi dạo Sài Gòn sáng ngày hôm nay. Chưa chứ, bây giờ là xin thưa bà con cô bác, bây giờ là 10:10 rồi à. Ngày 1 tháng 3 2024, về tay phải là Dương Đình Nghệ. Bên này là cái trường trung học cơ sở Chu Văn An. Tiếp bên là đường trường Nguyễn Hiền nè. Đây có cái công viên nè bà con. Chưa nắng nóng này là ba mày cầu kiếm mấy con hẻm ba mày cầu đi nha bà con. Chị biết không? Cho nó mát chứ cái gì đó. Ở đây trong hàng cùng ngõ hẻm quán cà phê nhiều lắm bà con, cà phê lớn cà phê nhỏ. Đây là trung tâm y tế quận 11 nè, bệnh viện quận 11. Ở đây có cái công viên nè, mát ghê không? Bên đây đó là bệnh viện, người dân người ta đi khám bệnh cũng đông. Mấy cái người bưng cái tô này là coi như là họ bán xong, bây giờ họ đi họ dọn tô đó. Chung cư này người ta gọi là chung cư Bình Thới, hoặc là cái khu vực này người ta có thể gọi là cư xá Bình Thới. Ở đây hồi đó toàn bộ là mùa mã không à. Chó thả rồng, mấy con chó thả rồng này cũng nguy hiểm lắm nha bà con. Con đường này đường xóm đất, hồi xưa ở đây có cái chợ cây gòn nè bà con.
hồi xưa là đường Trần Quốc Toản. À đó, ngay con đường ngay đây nè bà con. Còn năm 1968 á, ngay tại đây nè, hàng loạt chiếc xe thiết giáp chỉ mũi súng về hướng bên đây, đậu hàng dạt dài luôn tới đây nè. Đó, trên ngay cái đoạn ở đây luôn nè bà con. Đó, hàng chục chiếc xe thiết giáp đó, quay đầu về hướng đây hết. Đó, quay đầu về hướng Chợ Thiết á. À phải, Chợ Bình Thới. Năm 68 đó, đậu tới cái chỗ con đường này là đường Nguyễn Thị Nhỏ nè, xưa là Dương Công Trừng. À, đây là Dương Công Trừng năm xưa. Đường này đường Hà Tôn Quyền nè, đường Hà Tôn Quyền này bây giờ mới mở những cái phố ẩm thực ở đâu đây nè, lễ hội Nguyên Tiêu nè, Xuân Giáp Thìn nè. Ôi đó, nguyên con đường treo lồng đèn đỏ. À, hồi xưa trước năm 75 ở đây nó không có bán sủi cảo đâu bà con. Nơi đây trước năm 75 nó là một cái xóm làm nhang. À, đa phần người dân ở đây là người Triều Châu vậy, người Tiều. À, rồi sau năm 75 rồi bắt đầu cái hình thành ngay khúc này đây, bắt đầu bán là sủi cảo. Ở đây có nhiều cái tiệm sủi cảo lắm nha. À, họ bán như là sáng tối luôn á. Ý nè, được. Ở đây người ta nướng sườn đó bà con, mà mày còn nhạy cảm với mấy cái mùi lạ đó. Nói chung mùi ba mày hấp thịt được thôi, không có gì hết, nhưng mà lâu lâu cái gì đó, nó một cái mùi gì nó đặc biệt, nó khác cái là ba mày còn hay bị nhảy mũi. À, nhưng mà nó thoáng qua cái nhảy mũi một lần thôi, bắt đầu lần sau rồi nó bình thường, chứ không phải là cái mùi đó mình kỵ nó hay gì hết. À, bên đó là cái chợ Hà Tôn Quyền đó, con đường này đường Nguyễn Chí Thanh. Chúng ta đang đi trên đường Nguyễn Chí Thanh. Con đường Nguyễn Chí Thanh này hồi đó nó tên là đường Trần Hoàng Quân. À, đây là đường Tạo Quyên nè. Tạo Quyên này đó là Tôn Thọ Tường, nổi tiếng nhất là dịch quay á. Còn đường Trần Hoàng Quân này hồi trước đó nữa thì nó mang tên là Đại Lộ Nhân Vị, cũng là một trong những con đường lớn ở Sài Gòn á. Đó, chợ lớn chứ ha, ở đây hồi xưa là chợ lớn. À, đây là Dương Tử Giang nè. Dương Tử Giang này thì hồi đó là Mạnh Tử. Ở đây là phố, này là phố bán mấy cái bàn thờ ổn địa đó, bà con. À, bà con quán nhìn bên tay phải bà mới ngồi đây. À, rất nhiều người bán bàn thờ ổn địa, mấy cái đồ thờ cúng đó, chủ yếu là ba mày còn thấy bàn thờ ổn tài thần tài ổn địa là nhiều, với mấy cái lưu đồng tượng Phật thì ba mày còn quan sát thì ba mày còn thấy là đa phần là tượng Quan Âm. À, ba mẹ còn thấy họ trưng ra tượng Quan Âm nhiều lắm, hầu hết là khoảng 70% ở đây là tượng Quan Âm, rồi tới phượng Dược Sư, rồi phượng Phật A Di Đà, nhưng mà 70% là ba mẹ còn lướt qua là ba mẹ còn thấy là tượng Quan Âm nhiều lắm. Rồi 90% ở đây bàn thờ ta trưng bày là bàn thờ ông địa, tượng tài ông địa. Nhìn vô là thấy mấy cái liễn, mấy cái trang thờ là ông thượng tọa ông địa không. Đó, bên kia cũng vậy rồi bà con quá ha.
Rồi đường này đường Phó Cơ Điều nè. Rẽ trái lên là chợ Thiết, rẽ phải xuống là chợ Tân Thành. Nguyễn Chi Thành nè, Tiến Hải nè. Ở bên kia bên tay phải bà con đó là nhà thương Chợ Rẫy á. Trước mặt con đường, trước mặt bà con bác đó là đường Thuận Kiều. À, nhà thương Chợ Rẫy này á, là xin thưa với bà con bác là gắn liền với lại Nhật nha bà con, Nhật Bổn. Trước năm 75 là Nhật Bổn là cũng đã đầu tư tài trợ xây dựng cái bệnh viện này nè. Nghe nói là để bồi thường chiến tranh hay sao á, không biết phải không, mà bây giờ như là nói chung là bà con bắt ở đây là bà con bắt sẽ thấy có một cái sự mối quan hệ Việt Nhật ở trong cái nhà thương Chợ Rẫy này. Rồi đây là cái khung cảnh bên ngoài nè. Hồi đó ngay đây là cái bãi giữ xe nè, bây giờ không có cho giữ xe nữa, trả lại lề đường rồi nè. Thì người dân người ta ngồi. Thấy có vẻ là nó văn minh lịch sự hơn, thấy nó trống trải rồi nó nói chung là thấy hiện đại hơn mà con. Còn đây là bệnh viện răng hàm mặt nè. Bệnh viện này là trực thuộc Bộ Y tế nè. Răng hàm mặt Trung ương là ở đây luôn. Rồi kế bên răng hàm mặt thì đó là Đại học Y Dược. Bên đây thì khoa điều dưỡng với kỹ thuật y học. Ở đây là một cái cơ sở 548 nè, chuyên về cái mấy cái xét nghiệm X-quang siêu âm đó bà con. Rồi đây là đường Lý Thường Kiệt. Đường Lý Thường Kiệt này hồi xưa đó là đường Nguyễn Văn Thoại, và con đường này là ngã tư Nguyễn Văn Thoại với Trần Hoàng Quân. Trời ơi, chợ kêu đó công an đang bắt với lạ à. Lập biên bản, đây là búa lưng à. Còn bên tay phải 3 micro đây nè là hãng bia Laser Sài Gòn nè bà có à, bia Sài Gòn. Đây là nhà máy bia lớn nhất á, xưa giờ. Tới đây bây giờ ba mươi còn không có nghe mùi hoa bia nữa ha, chứ hồi đó mỗi lần mà tới đây nghe mùi hoa bia thơm lắm. Ở đây là mấy cái trang trí, xin thưa bà con bác, đây là trang trí, mấy trang trí xe đó. Ở Việt Nam mình đó, người dân đó, người ta mấy chiếc xe gắn máy đó, đôi lúc cũng là một cái tài sản đó bà con, người ta quý lắm. Hầu như người ta mới mua xe mới về là hầu như là người ta đều đem đi dán. Đó, giống như chiếc xe này có 3 micro nè, mua rồi cũng đem đi dán. Nhưng mà sau này cái 3 micro cảm thấy không cần thiết dán nữa,
Hồi xưa thì nó giống như cái tài sản mình quý, mình thương đó, mình dán nó cho nó mới. Nhưng mà xài thời gian cái nó xuống, sắc xuống màu nó cũng vậy à. Rồi chày xước thì cũng bà con bác biết á, đi trên đường cũng va quẹt, rồi chày xước là chuyện là điều đâu có thể tránh khỏi. Bên tay trái đường này là đường Ngô Quyền nè, hồi xưa đó là đường Triệu Đà. Bên tay phải này có cái chung cư nè. Cái chung cư này hồi xưa đó là cơ thể học viện đó bà con, nằm ở phía sau của Đại học Xá Minh Mạng. Ở đây có một cái con đường, một con hẻm vô nè bà con. Hồi xưa đây là cái cổng vô cái khu cư xá công chức, nằm kế bên cái Đại học Xá Minh Mạng á. Là con hẻm này nè, vô cái chùa Giác Thanh này nè, đó. Ở đó đây là cái cổng đi vô cái cư xá công chức ở đây. Ở trước mặt bà con ô bác đó là ngã sáu Chợ Lớn. Đây là ngã sáu Chợ Lớn. Ngã sáu Chợ Lớn này thì có tượng đài An Dương Vương. Tượng đài An Dương Vương này thì là hồi xưa đó là thánh tổ binh chủng công binh. Sẵn tiện rồi mình đi hết một vòng con đường Trần Hoàng Quân luôn đi. Có chứ, mấy cái xe hơi nó cứ lủi lên. Ba mày gò chắc hôm nay hay mai gì đó chắc tranh thủ đi ra làm cái kèn. Ba mày gò đi chạy đường phố Sài Gòn mà ba mày gò không có kèn, ba mày gò cảm thấy nó thiếu và nó khó chịu lắm, khó chạy xe lắm. Ở đó Bắc Kính này nè bà con, là cái tiệm ăn luôn bà con. Tiệm cơm là như của người Hoa hay người Việt vậy đó. Ở ngay ngã sáu này có hai cái tiệm, tiệm người Hoa, tiệm người Việt. Rồi bên tay trái này là trường, này là trường Nguyễn Đình Chiểu nè, trường mù. Trước năm 75 nó vẫn là trường mù, trường mù của Nam. Hiệu trưởng trường này đó là một vị trung tá đó bà con. Trung tá này cũng bị mù luôn. Bên đây phải là trường dự bị đại học thành phố nè, Hồ Chí Minh nè. Ồ đó các em kìa bà con, quá thấy không? Đó, hai chị em đó, trời nắng quá. Ồ, bà con có bác thấy không? Cái nghề của họ đó bà con. Nắng nồi chứ cũng phải đi làm. Khổ thân chị em ghê á. Đó, bà con có bác thấy không? Đó, hai chị em đó. Đó. Đi xe thắt đàng hoàng á, cứ chạy rảo tới rảo lui vậy đó bà con. Đó thêm người nữa kìa. Hồi đó mặc đồ mát mẻ lắm, nhưng mà bây giờ nè bà con, bác không tin ha, ba mày còn chạy theo nè, tới đây đó là họ quay đầu lại nè. Cái địa bàn của họ là hoạt động trên cái bàn đường này đó, cứ chạy tới chạy lui vậy đó. Đó quay đầu lại đó, mình quay đầu theo luôn. Tất cả các con trai mà đi quay qua cái là hầu như là các em hỏi hết. Đó bà con, các em chưa nắng nóng thì 12 giờ chưa. Mà cái tần suất hoạt động đây là 24/24 luôn nha bà con. Bất kể thời gian nào luôn á. Ha. Rồi con của bác đi 2-3 giờ sáng vẫn có, mà đi sáng sớm 5-6 giờ cũng có người chạy. Và 12 giờ trưa, nói chung là bất cứ giờ nào bà con bắt ra đây. Ở đây là chung cư này, chung cư Ngô Gia Tự nè. Hồi xưa ở đây là chung cư Minh Mạng. Chung cư này cũng được xây dựng vào năm 1968. Hình như là chính phủ các nước luôn á, các nước đồng minh. Đa phần hồi xưa là Đại Hàn với Mỹ là xây nhiều nhất nha bà con. Hồi xưa là lính Đại Hàn qua đây cũng nhiều.
Ở đây có trường tiểu học Trương Định nè, phía trước mặt đó là đường Ngô Gia Tự, là đường Minh Mạng năm xưa đó. Ở đây có chung cư thì họ xài kỹ lắm mà con, tới bây giờ họ vẫn còn xài được. Mà có những cái chung cư thì xuống cấp quá là phải đập bỏ. Từ năm 68 tới giờ là bà con có bác biết là hơn 50 năm rồi đó chứ. Cả một đời người ở đây. 68, 78, 88, 98, 08, 18. 18 vậy là 56 năm rồi chứ bộ chứ đâu ít. Cái trường tiểu học Trần Nhân Tôn này bà con, xin thưa bà con bác, trường này là hồi xưa là chính phủ Anh Quốc á, xây dựng tặng cho chính phủ Việt Nam Cộng Hòa. Cái ngôi trường này còn thêm một cái ngôi trường nữa trên Phú Lâm nữa, tặng hai trường lận. Bên tay phải này có một cái trường Nguyễn An Ninh nè bà con. Trường Nguyễn An Ninh cũng là một trong những cái trường mà cấp 3 lớn ở cái khu vực này. Rồi đường này đường Hùng Vương. Bên tay trái này là cái khu chung cái hồi xưa là hãng thuốc lá Mít của Pháp đó bà con. Sau năm 75 những người làm ở trong cái hãng thuốc lá này cũng được chính phủ Pháp hỗ trợ tạo điều kiện cho ra nước ngoài định cư. Rồi bên tay phải và Michael đây là trường cao đẳng phát thanh truyền hình nè, nơi đào tạo ra mấy cái phát thanh viên á. Còn cái tòa nhà chung cư này người ta gọi là cư xá 5 tầng. Bà con cô bác cũng nên phân biệt giữa số cái tên gọi tầng và lầu nha bà con. Ba mẹ gò nói thật chứ 90% người dân Việt Nam mình vẫn chưa phân biệt được cái lúc nào gọi là lầu, lúc nào gọi là tầng. Nếu mà chúng ta gọi là tầng đó, là chúng ta phải tính từ tầng dưới đất này luôn nè. Tầng này dưới đất là tầng trệt nha bà con. Và tầng ở trên đây là tầng 2. Nhưng mà nếu mà chúng ta gọi lầu á, thì ở trên này á, thì chúng ta gọi là lầu 1. Cho nên á, tòa nhà 5 tầng khác với tòa nhà 5 lầu nha bà con. Ba mẹ gọi thấy nhiều người vẫn còn chưa phân biệt được cái đó. Nhiều khi ba chính bản thân ba mẹ gọi cũng nhiều khi cũng phân biệt sai nữa. Nhưng mà tầng là mình tính từ dưới tầng trệt ở dưới nha bà con. Nó là tầng 1 rồi. Giống như tòa nhà này là tòa nhà mấy tầng ta? Tòa nhà này là tòa nhà 2 tầng với thêm cái tầng sinh thượng nữa, vậy là 3 tầng. Nhưng mà nếu mà tính lầu nó lại khác. Lầu là phải tính từ lầu 1 ở phía trên, chứ lầu 1 không bao giờ nằm dưới đất được nha bà con. Thì ba mẹ con xin chia sẻ với những bà con cô bác, anh chị và các bạn những cái gì mà ba mẹ con biết được. Còn có nhiều người độc đáo lắm mà con, còn hỏi ngược cắt ké là ba mẹ cô nó cắt cớ. Ủa thế thì nhà lầu 5 tầng thì nó là như thế nào? Nó cũng bình thường thôi. Họ chơi họ kết hợp vô luôn, giữa chữ lầu với cái chữ tầng luôn. Nhà lầu 5 tầng. Cái đó đúng không ta? Đúng chứ. Nhà thì mình cứ phân biệt ra, nhà lầu thì đúng rồi, cứ chồng chồng từ tầng.
cứ nhà nào mà có một lầu thôi người ta cũng gọi là nhà lầu rồi. Đó, 5 tầng thì tính tầng là tầng dưới đất. Đó. Hai cái khác biệt hết. Đó, nhiều người hỏi các cớ vậy, mày có phân biệt lầu với tầng vậy, giờ tao hỏi mày, nhà lầu 5 tầng cái gì có đúng không? Đúng. Không sai. Vậy có cái gọi là nhà tầng mà 5 lầu không? Nhà tầng 5 lầu được không ta? Về mặt lý thuyết thì cũng được thôi. Nhưng mà ít ai gọi là vậy lắm. Ta gọi nhà lầu thôi chứ ta không gọi nhà tầng. Rồi cái con đường này là con đường Phan Văn Trị nè. Ở bên đây hồi xưa có một cái trường tiểu học Chợ Quán nữa. Ơ chết rồi, không phải. Đúng rồi, đúng rồi. À, xin thưa bà con bác bên tay trái và mấy cậu đây, hồi xưa có một cái trường tiểu học Chợ Quán. Bây giờ đó là trường Kim Đồng nè bà con. À, trường tiểu học Chợ Quán này hồi xưa cũng nổi tiếng lắm mà. À, mà mấy cậu nhớ là có một buổi thứ hai hàng tuần ở chầu cờ là có đô trưởng đô thành Đỗ Kiến Nhiễu là xuống đây dự lễ luôn nha bà con. Này là khu bán dịch quay. Các thành thì nó bà con bác thấy nó hoành tráng không? Nó nhà lầu ha. Và bên kia kìa, Vĩnh Phong. So về mặt bề thế thì Phát Thành ăn đứt luôn á. Nhưng mà so về cái số lượng khách thì Vĩnh Phong người ta chuộng hơn. Ngay đầu ngõ này có một cái vịt quay Minh Tâm nè. Minh Tâm này xin thưa bà con bác ở dưới miền Tây á. À, cái mé về Bến Lức, Cần Giuộc, Gò Đen á, Minh Tâm này là bá chủ nha bà con. Dưới Bình Chánh là dịch quay Minh Tâm là không ai cự lại đâu. Nhưng mà khi mà lên cái khu chợ lớn này là hồi đó bán đây là bán dịch quay nè, heo quay. Nhưng mà xin thưa bà con vô tới đây là chịu không nổi. Khu Nghị Hoa này chịu không nổi nè, cho nên bây giờ chuyển qua từ bán dịch quay chuyển qua bán quán nhậu rồi dê tươi rồi dê quế. Chứ thật ra dưới Minh Tâm này mà về Bình Chánh là tao nói là bá chủ thiên hạ dưới đó. Chùm luôn á. Mà lên chợ lớn này là cự không lại Vĩnh Phong với Phát Thành. Chuyển qua bán dê luôn. Rồi ở đây là chợ này là người ta gọi đó là chợ Hòa Bình rồi bà con. Con đường này đường Bùi Hữu Nghĩa. Giờ mình đi dạo vòng chợ Hòa Bình. Con đường này đường Nghĩa Thục nè. Ở đây có một cái chùa. Chùa này người ta gọi là chùa Vạn Phật. Dân người Hoa chợ lớn là ai cũng biết cái ngôi chùa này nha bà con. À, đặc biệt mà chùa này là chùa mà coi như là độc đáo nhất ở Sài Gòn chợ lớn đó, là có một cái hình thức gọi là xin sâm. À, xin sâm kìa. Bà con bác thấy người ta thành kính lắm. À, nó xin sâm bằng máy bà con. À, đút cái thẻ đồng xu vô cái bắt đầu cái người ta chạy ra. Đó, bà con bác xem rồi, người ta cũng đứng người ta lại nè, đó bà con bác ha. À, cái máy xin sâm đó. Họ thành kính lắm nha bà con. Mỗi người có cái đồng xu, đút cái đồng xu vô cái bắt đầu cái máy nó chạy ra cái sâm. Và ở Sài Gòn này là hầu như không có cái máy này đâu. Rồi nhiều người ta nói là đây là cái xin sâm thời 4.0 hay 5.0 gì vậy bà con. Hồi đó bà con bác nhớ không, xin sâm là phải cầm cái hũ rồi mình lắc nó rớt ra cái que, rồi sau đó mình vô mình đưa cái que đó để mình lấy cái sâm ra. Còn thời nay chỉ bỏ đồng xu vô cái là ra luôn. Nặng quá ha. À, họ ăn bún nem nướng. À, đây là bán thịt nè. Giờ là 11 giờ trưa rồi đó trời ơi, nắng quá trời nắng. Trời chưa bà con, giờ mới có 10 rưỡi à. Trời ơi, mà nắng ghê hồn, mà mày còn tưởng 1-2 giờ trưa không á.
Nhãn tiêu 20.000 ký. Chà, cái chợ Hòa Bình này buổi trưa vậy mà cũng đông ghê ha. Đường này đường Nhiêu Tâm nè. Qua đây là đường Võ Văn Kiệt rồi. Ở đó là đại lộ Đông Tây. Còn đường này đường Đào Tấn nè. Ở đây có cái chung cư nè. Đó, mình vô cái chợ Hòa Bình tiếp. Chợ Hòa Bình có tới hai nhà lồng nữa nha. Một nhà lồng bán đồ khô, một nhà lồng bán đồ hải sản. Ở đây là cái khu chợ hải sản nè. À, buổi trưa bà con bác thấy không, người dân người ta đi mấy cái tiệm cơm bình dân á, người ta ăn cơm trưa. À, đây họ bán hải sản đây. Trời nắng. Rồi con đường này là con đường Bạch Vân. Cái tòa nhà màu xanh xanh phía trước đó bà con, hồi xưa đó là hãng kem bánh răng Hinot á, nổi tiếng khắp miền Nam luôn đó. À, quảng cáo trên truyền hình rất là nhiều. Cái ông người Chà đó quay cái hàm răng trắng bóc. Còn bên tay phải 30G đây nè, hồi xưa đó cái tòa nhà nè, hội dừng Mỹ giờ lớn đó. Con đường này đường Trần Tuấn Khải. Con đường này hồi đó nó mang tên là con đường Nguyễn Quỳnh Đức. Rồi đây là đường Nghĩa Thục. Bên đây phải có cái tòa nhà chung cư đó. Ở đây là khách sạn Hạnh Long nè. Băng qua đường luôn, gắn dữ vậy ha. Đây là khách sạn Hạnh Long. Mình nhìn lại đường Trần Hưng Đạo. Hồi xưa con đường này là vẫn là đường Trần Hưng Đạo nha bà con. Cuối đường Trần Hưng Đạo là ở đây. Ba mươi còn nhớ đây nè bà con, quá còn nhớ không? Sau năm 75 ở đây có một cái tiệm kem. Kem này là tiệm kem Thủ Đô. Ba mươi còn nhớ là vậy, nằm đâu đây, bên tay phải đây nè. Một cái tiệm kem Thủ Đô. Mà bán dạng giống như là kem ký á bà con. Rồi mình lại mình mua ấy, xong cái ta cho mình thêm mứt chùm, chùm ruột nè, rồi mấy cái mứt mứt rồi đậu phộng gì đó, đó về nhà ăn. Thỉnh thoảng ba mẹ con cũng hay ra đây mua. Trời, tới đây là hết đường Trần Đạo rồi nè. Mình mà qua bên kia á, con đường bên đó là người ta gọi là đường Đồng Khánh. Ở đây có cái nhà hàng Đồng Khánh nè. Đường An Bình. Bên đây phải ba mẹ con đây. Đường Đồng Khánh. Ở đây hồi xưa là trường sinh ngữ quân đội rồi, trường sinh ngữ quân đội Đồng Khánh.
Rồi nhớ hôm 30 còn không nhớ năm nào bị đánh bom á. Rồi sau đó cái thời gian sau là dẹp luôn cái trường Sơn Nhũ đội Đồng Khánh này. Còn đường này đường Nguyễn Văn Đừng nè, đường Nguyễn Văn Đừng này hồi đó nó tên gì 30 còn quên rồi. Người ta nói hai cái dãy nhà bên đây nè bà con là xưa là của ông Nhị Thiên Đường á. Rồi sau năm 75 cái ông đi đâu cái những người dân ở đây người ta thuê nhà cái tự nhiên người ta vô tình người ta được căn nhà của họ luôn. Ba mày còn nghe vậy thôi chứ không biết đúng không nha. Rồi con đường này là đường Nguyễn Thời Trung nè. Hồi xưa ở đây là đầu ngõ là có nguyên cái tấm bảng luôn, chợ Nguyễn Thời Trung. Chợ này người ta gọi là chợ Da Bò. Rồi tới khúc này là khúc Đại Thế Giới. Rồi nặng quá. Ở đây là bánh bao. Nặng quá, nặng quá. Kéo cái cổ áo lên. Nắng ra rác cái cổ luôn á. Giờ không có kèn cho nên ba mày còn phải chơi bằng cái tay. Mình phải giơ tay chứ không? Giơ tay xin qua đường. Chứ còn không có kèn thì khỏe lắm. Mình bật xi nhan cái mình bấm tiền tiền cho người ta biết à. Còn giờ mình bật xi nhan chứ xe gắn máy họ không có để ý đâu à. Bên tay phải này là rạp Hào Quê nè. Bây giờ là rạp Phương Nam rồi. Nhà hát Phương Nam rồi. Chứ hồi xưa đây gọi là rạp Hào Quê. Mình đi xe hơi với bà con, cái mình bật xi nhan thôi là tự động là mấy cái tài xế nó nhìn nó thấy là biết mình qua đường à. Rồi mình đi xe máy này á, xin thưa bà con bắt bật xi nhan nha, bà con bắt đừng có tưởng tượng tao bật xi nhan rồi tao quẹo không có nha. Xe gắn máy người dân Việt Nam mình chạy xe gắn máy chứ ít ai để ý luật giao thông lắm. Mày bật xi nhan kệ mày à, mày quẹo đi tao lủi là tao lủi à. Đường Trần Xuân Hòa nè, là xưa đường Châu Văn Tiếp. Bên đây là rạp Lido nè. Lên ơi bà con có bác 30 rồi nói thật chứ 60-70% người dân mà đi xe gắn máy này nè. Bà con có bác hỏi họ mấy cái bảng biển giao thông này đố họ biết. Và họ cũng không quan tâm cái biển luôn đó nha bà con. Mấy cái bảng giao thông này nhiều khi họ cũng không để ý. Đa phần người dân xe máy ít khi nào người ta nhìn cái bảng lắm, mà người ta nhìn cái gì đầu tiên mà con biết không? Thấy người phía trước chạy được là họ chạy theo rồi. Dù rằng là đi thi bằng lái vẫn học luật đàng hoàng á, nhưng mà ít ai để ý lắm. Đa phần là đi xe gắn máy ta đi theo thói quen à, thấy người này chạy được là mình chạy theo thôi. Nhưng mà đến đi khi mà đi lên xe hơi cái là khác liền à. Ba mày còn nói thật 99% những người lái xe hơi ở Việt Nam này là đều phải nắm luật nha bà con. Biết luật và phải biết nhìn bản mấy cái bảng giao thông này. 99% luôn á. À, đơn giản. Xe hơi phạt nặng lắm. Họ mà chạy lạng quạng họ vi phạm cái là ăn cái biên bản cái là coi như là từ từ cái tự nhiên là biết bản liền à. Còn xe gắn máy này thì thôi rồi, sợ lắm. Rồi bên tay phải ba mày gọi đây có chùa Bà Hải Nam nè bà. Hồi xưa ở đây có một cái ngôi trường, bây giờ là trường này trường Trần Hữu Trang nè. Xin ơi bà con bắt cái trường này hồi xưa là trường Văn Trang nha bà con. Đó, cái trường này là trường Văn Trang của người Hải Nam đó. Chùa này á, là cái chỗ nơi này nè bà con, là nơi cái hội của người Hải Nam á, vào cái ngày Tết Thanh Minh á, những người lớn tuổi hay gì mà không có con cái đưa lên cái nghĩa trang Hải Nam được á, mình ra đây mình đăng ký bà con. À, họ có một cái sàn xe họ chở mình đi à, lên tới trên đó luôn. Hội quán Nghĩa An nè, hội quán Tự Thành nè. Ở đây có nhiều hội quán lắm. Tới đây là cái khu vực này là người ta gọi là nếu mà nói theo tiếng nước ngoài á, mình gọi là Chinatown á. Ừ. Còn nói theo tiếng người Việt á, là đây là khu người Hoa Chợ Lớn.
phải là Minh Vương Gia Thành, bên tay trái là công an quận 5. Rồi giờ 30 cầu về trái, phải giờ tài nữa. Chứ mình bật xi nhan không ai để ý với mình đâu. Ngay chỗ đây luôn nè bà con. Hồi xưa trước năm 75 á, ba mày gọi thấy nơi đây có một cái chốt bên gác ở đây, ngay góc này luôn nè. Bên kia đó nhà hàng Hải Quê, con đường Lương Nhữ Học, cà phê Catina, bên kia là Highland. Đó, nhà hàng Hải Quê á, nó thuộc chợ lớn tourist. Hồi đó thì sau năm 75 thì được đổi tên như là, ba mày gọi nhớ là cửa hàng ăn uống thì phải. Chết cha, xe bà mày gồ hết xăng rồi. Chết rồi, hết xăng rồi bà con. Trời ơi, cái này mà dắt bộ là thấy mù nội luôn á. Chết rồi, bà mày gồ có cảm giác nó hết xăng. Ở dưới chân cầu Trà Vào bên đây có cái cây xăng nè, hy vọng chạy kịp nha. Lo đi quay phim mà cái lâu lâu bà mày gồ cứ có tập vậy đó. Ráng đi. Rồi bà con bắt ráng qua cái cầu Trà Bà này, cái là mình có chỗ đổ xăng rồi. Xuống dốc cầu Trà Bà, chứ dắt bộ lên cái cầu Trà Bà này là đuối lắm á. Khi mà xe hết xăng là bà con bắt nhớ giữ ga đều, đừng có nhồi ga là mau hết lắm. Ráng giữ đi, lấy cái chớn á. Rồi cầu này cầu Trà Bà nè. Bên tay phải xưa là bến xe Tùng Thiện Vương, bên tay trái là Rạp Phi Long, có trường Lý Thế Tổ, rồi có chợ Xúm Củi. Rồi ba mày cầu xuống đây là ba mày cầu khỏe nhà ru rồi, hết lo rồi. Tại vì nó đổ xuống dốc mà, rồi xuống hết dốc này là có cái ngay chỗ trường tiểu học Xúm Củi năm xưa đó, có cái cây xăng ngay đó. Trời ơi, chưa nắng này mà dắt bộ là chắc trời ơi chắc chết luôn á, chứ không giỡn đâu. Con đường này là đường Cao Xuân Dục nè, hồi xưa là đường Cần Duộc. Quá trời người sửa đồng hồ. Rồi thôi, ba mẹ con xin chào tạm biệt tất cả các cô, chú, anh, chị và các bạn. Xin hẹn gặp lại các cô, chú, anh, chị và các bạn vào video lần sau. Bye bye.